chương một nuôi dạy trẻ là vòng tuần hoàn của niềm vui và sự tự chán ghét bản thân vì sao con trẻ lại gây phiền nhiễu cho cha mẹ trẻ không chịu nghe lời không chịu thay quần áo còn nói con không thích đâu chạy tới chạy lui cãi nhau dành đồ chơi của bạn bè bọn trẻ này sao toàn làm cha mẹ của chúng khó chịu vậy là lời than thở thường được những ông bố bà mẹ rầu rĩ vì con cái thốt ra nếu trẻ cứ tái phạm quá nhiều lần chắc hẳn các bạn sẽ có suy nghĩ giống như thế này hẳn là bọn trẻ cố tình gây phiền nhiễu cho cha mẹ đây mà vì vậy cơn cáu kỉnh của các bạn cũng ngày càng dữ dội hơn thế rồi trong vô thức bạn sẽ lỡ lên giọng quát mắng và bộc lộ cảm xúc muốn đánh con trẻ tuy vậy bạn hãy bình tĩnh lại một chút rồi thử nhìn nhận lại tình huống nguyên nhân làm cho cha mẹ cấu giận chẳng phải bắt nguồn từ chính cha mẹ sao có phải vì để trẻ thực hiện hành động trái với suy nghĩ của cha mẹ, đối với việc này thì cha mẹ muốn con làm như thế này, nên trẻ đã vô tình bật lên công tắc cấu gắt của cha mẹ đúng không? Nếu cha mẹ muốn trẻ thay quần áo, nhưng mãi mà trẻ chẳng thay xong, cha mẹ sẽ vô tình muốn nói những lời như Con không thể thay đồ nhanh lên hả? Không phải là con đang cố ý lề mề đấy chứ. Sự bực bội xảy đến vì trẻ đã không tuân theo đúng thời gian biểu do chính cha mẹ tự áp đặt thay quần áo thì chỉ cần chừng đấy phút thì chắc chắn sẽ xong. Phải như vậy không? Tất nhiên, cũng có khi trẻ muốn làm nũng với cha mẹ hoặc đơn giản là trẻ mệt mỏi. Tùy từng trường hợp mà trẻ sẽ cố ý nói là con không làm đâu để mong cha mẹ giúp đỡ và dù có thế nào việc đó cũng không phải là do trẻ đang bày trò mánh khóe. Hầu hết những khi trẻ muốn làm nũng với cha mẹ hay khi tâm hồn của các con có đôi chút yếu đuối trẻ sẽ cảm thấy bản thân không đủ sức để tự mình làm một việc mặc cho cha mẹ cảm thấy bọn trẻ làm phiền ghê trong khi đó phần lớn các trường hợp trẻ không hề cố tình mà chỉ hành động phản xạ một cách tự nhiên khi đó các bạn sẽ thực sự tức giận hãy nhìn thử vào tốc độ trưởng thành và phát triển của con bạn và hãy thử đứng ở góc độ của con để cảm nhận ví dụ có lẽ con trẻ vẫn đang còn trong thời kỳ cần nhiều thời gian để thay quần áo hay con bị điều gì đó làm sao nhãn nên không thể chuyển qua hành động kế tiếp nhanh nhẹn được trẻ con vẫn đang trong giai đoạn luyện tập từng chút một để hành động dưới góc độ của con bạn sẽ thấy trẻ vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển do đó việc trẻ con không làm đúng như suy nghĩ của cha mẹ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao trẻ ngoan rốt cuộc là trẻ như thế nào Cha mẹ nào cũng mong ước thế này về con, hãy lớn lên thành một đứa trẻ ngoan ngoãn con nhé. Trẻ ngoan tốt hơn hẳn trẻ hư, hẳn là vậy nhỉ. Nhưng trẻ ngoan rốt cuộc là một đứa trẻ như thế nào? Là đứa trẻ nghe theo lời cha mẹ sao? Là đứa trẻ không gây chuyện, là đứa trẻ không mè nheo quấy khóc, là đứa trẻ điều gì cũng có thể làm được, hay là đứa trẻ có thành tích học tập tốt. Ngoài những điều như vậy, chắc hẳn còn rất nhiều kiểu định nghĩa khác nhau về trẻ ngoan chúng ta hãy tạm dừng tại đây và thử suy nghĩ một chút chẳng phải những khái niệm về đứa trẻ ngoan đều do cha mẹ tự định nghĩa hay sao theo cha mẹ đó hẳn là những đứa trẻ biết nghe lời thuận theo mong muốn và cách nhìn nhận một chiều từ chính cha mẹ ví dụ nếu cha mẹ nói biết nghe lời mới là đứa trẻ ngoan thì điều đó sẽ khiến trẻ nghĩ rằng nếu trẻ nói hay làm những điều khác với suy nghĩ của cha mẹ thì trẻ sẽ thành em bé hư còn nếu cha mẹ nói có thành tích học tập tốt mới là đứa trẻ ngoan nó có thể khiến trẻ vừa bất an vừa cảm thấy áp lực rằng nếu lỡ thành tích học tập giảm sút thì trẻ sẽ là một bạn nhỏ rất hư hoặc sẽ không được cha mẹ công nhận nữa trên cương vị là người trưởng thành bạn hãy suy nghĩ giả sử trong công việc nếu bạn thành thạo công việc một cách hoàn hảo nhanh chóng đạt được mục tiêu bạn sẽ được đánh giá cao ngược lại nếu bạn không đạt được mục tiêu gây ra lỗi lầm hoặc tốn quá nhiều thời gian để nắm vững công việc thì đánh giá mà công ty dành cho bạn sẽ giảm xuống đó là môi trường công ty là công việc thực lực kỹ năng thành tích của các cá nhân trong xã hội luôn được kiểm chứng bằng nhiều thước đo nhưng với môi trường gia đình trong mối quan hệ máu mủ giữa cha mẹ và con cái nếu xuất hiện thứ tình thương kèm theo đánh giá thì cực kỳ đáng lo ngại cha mẹ thường vô tình đưa ra các phán đoán xem xét liệu với một điều kiện nhất định thì con trẻ có thể đáp ứng được hay không người lớn hay trẻ em đều cũng thế thôi trong một môi trường xã hội tập thể trẻ em nếu thường xuyên bị so sánh với người khác thì sẽ nảy sinh xu hướng tự so sánh bản thân với bạn bè cùng trang lứa xem mình có thể làm được điều mà bạn đang làm không trong đời thường có nhiều người dù không muốn hay không có ý định sống trong một môi trường bị so sánh như vậy nhưng họ vẫn bị phán xét rồi bận tâm nhiều về điều đó nhưng đối với cha mẹ con trẻ đâu có đánh giá cha tốt vì cha đi làm kiếm tiền mẹ tốt vì mẹ nấu ăn ngon hay cha là người xấu nếu cha bị công ty sa thải mẹ thật tệ vì mẹ bị bệnh nên không thể nấu ăn hãy thử xác nhận xem có phải tiêu chuẩn về một đứa trẻ ngoan là những tiêu chuẩn dựa trên sự hài lòng của cha mẹ hay không? Có thể, sự xuất hiện của các tiêu chuẩn đơn giản là vì cha mẹ muốn phản ứng lại trước những hành vi trái khuấy của trẻ, đều được biểu hiện theo từng giai đoạn phát triển. Vậy, hãy cùng tìm hiểu khái quát về các giai đoạn phát triển của trẻ. Không tuổi là thời kỳ còn ý lại, thời kỳ mít ước, thời kỳ e dè người lạ một tuổi thời kỳ tập đi tập di chuyển thời kỳ đeo bám làm nũng thời kỳ rất thấy máy sờ mó hai tuổi thời kỳ nảy sinh cái tôi của bản thân thời kỳ biết chán ghét thời kỳ tò mò khám phá ba tuổi thời kỳ phát triển ngôn ngữ thời kỳ muốn tự bản thân mình làm thời kỳ biết tranh giành từ bốn tới sáu tuổi thời kỳ vui chơi phát triển tính xã hội thời kỳ có nhiều quan tâm hứng thú thời kỳ thích kết giao bạn bè hãy thử nhìn lại cảm xúc của bản thân khi lỡ bị cảm tính chi phối chắc không ít bậc cha mẹ chỉ vì con trẻ không nghe lời mà lập tức bị cảm tính chi phối sau đó quát mắng trẻ tôi nghe thấy nhiều cha mẹ nói rằng dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa thì con tôi vẫn không chịu nghe lời dần dần tôi không khống chế được cảm xúc mà lỡ đánh mắng con tôi cũng nghĩ Hẳn cha mẹ đã cố gắng hết sức khuyên răng trẻ rất nhiều lần, nhưng vì trẻ vẫn ương bướng không chịu nghe lời nên họ mới chuyển sang quát tháo. Một vừa hai phải thôi, mẹ đánh con bây giờ. Cơn nóng giận dần, dần lớn lên, tích tụ từng chút một rồi bộc phát ra. Đối với câu hỏi, lúc nào bạn muốn đánh mắng trẻ? Tạp chí Thông tin nuôi dạy trẻ mi cư nhận được những lời bình luận như sau. Là lúc mãi mà trẻ chẳng chịu ăn, là lúc mãi mà trẻ chẳng chịu nhai là lúc trẻ làm hư những đồ vật quan trọng là lúc trẻ không xem trọng món ăn mà tôi đã cố hết sức để nấu vì những điều như trên mà cha mẹ trót đánh mắng trẻ dù không chủ ý làm như thế nhưng nếu sau đó các bậc phụ huynh có thời gian suy ngẫm lại liệu cha mẹ có thấy rằng thực sự cần thiết phải đánh hay quát mắng trẻ trong những tình huống như vậy hay không ngoài ra cũng có những bình luận như thế này là lúc muốn làm trẻ thay đổi tâm trạng khi trẻ đang kích động hò hét là lúc tôi nói không được rồi mà trẻ vẫn cứ không chịu hiểu nên tôi vô thức trở nên nóng giận là lúc trẻ làm điều sai dù tôi nhắc nhở mà trẻ vẫn đùa cợt là lúc trẻ vẫn không chịu nghe lời dù tôi nhắc nhở trẻ hoài một việc để làm cho trẻ thay đổi tâm trạng hay dừng lại những hành động không tốt thì hành vi quát mắng đánh đòn chỉ mang lại hiệu quả nhất thời bởi trẻ sẽ cảm thấy hoảng sợ nên mới tạm dừng hành động dẫu vậy hãy thử ngẫm nghĩ lại một lần nữa xem lẽ nào bạn chỉ có lựa chọn là quát mắng hoặc đánh đòn trẻ thôi sao hành động quát mắng đánh đòn trẻ hầu hết diễn ra trong lúc cha mẹ rơi vào hoàn cảnh bất lực nhiều cha mẹ trong khi dạy dỗ con cái tuy đã áp dụng rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không đem lại kết quả khả thi họ bị dồn ép tới đường cùng rồi không thể nào khống chế được cảm xúc nên đã lỡ quát mắng lỡ đánh đòn con mình tuy con làm sai nhưng bản thân tôi cũng đã trách mắng con hơn mức cần thiết chỉ trong một bình luận ngắn ta cũng cảm nhận được tâm trạng bất đắc dĩ giờ hãy thử tự chất vấn bản thân mình trong trường hợp đó có cần thiết phải đánh trẻ không giả sử trong quá khứ bạn đã đánh mắng con rồi thì hãy tự hỏi vì sao mình lại muốn đánh con chắc chắn những câu hỏi tự vấn sẽ có gợi ý để giải quyết tình trạng này. Và bây giờ, bạn hãy thử viết ra cảm xúc của bản thân, vì sao lại quát mắng trẻ, vì sao lại đánh đòn trẻ. Bạn phải hiểu rằng, hành vi đánh mắng con trẻ không thể biến con thành một đứa trẻ ngoan được. Các bậc phụ huynh nghĩ thế nào về việc quát mắng, đánh đòn là một phương pháp giáo dục con cái? Quát mắng làm trẻ khóc thêm thì còn rắc rối hơn. Có lẽ bị đánh sẽ khiến trẻ nhớ về sai lầm của mình lâu hơn so với việc để trẻ tự kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân. Đôi khi, việc cha mẹ vì những phút nóng giận cảm tính mà đánh mắng con trẻ sẽ khiến quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên xấu đi rất nhiều, bởi vì đứa trẻ sẽ cảm nhận sâu sắc nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần từ những trận đòn roi do cha mẹ, người mà chúng rất mực yêu thương, gây ra điều đó tác động tới trẻ nhiều hơn lý do khiến chúng bị đánh chính tôi cũng đã từng lắng nghe nhiều câu chuyện tại những khóa học và hầu hết các bậc cha mẹ đều chia sẻ về thời thơ ấu của mình rằng tôi nhớ mình cũng từng bị cha mẹ đánh nhưng không tài nào nhớ ra lý do của những trận đòn đó tôi không hề biết lý do vì sao tôi lại bị đánh dù cho họ có nhớ rõ lý do bị cha mẹ đánh mắng thì nỗi đau thương và sự sợ hãi khi bị cha mẹ đánh mắng vẫn còn khắc sâu hơn nhiều so với những lý do đó. Chắc chắn con của bạn sau này cũng sẽ có cảm xúc tương tự về lý do vì sao cha mẹ lại đánh mắng con. Còn có vài phần bình luận như sau: Khi con suýt nữa làm những việc nguy hiểm, tôi đánh đòn để buộc con phải nhớ rằng nếu làm như vậy thì con sẽ bị đau, con không được tái phạm. Con đánh bạn nên tôi đánh con vì muốn con cảm nhận được cảm giác đau đớn khi bị người khác đánh. Có không ít bậc phụ huynh biện minh rằng đánh đòn là để cho trẻ hiểu được nỗi đau khi bị đánh. Bạn hãy thử nhớ lại sự việc trẻ đánh bạn mình. Trong tình huống này, trẻ gần như không hề có ý định buộc đối phương nếm trải đau đớn khi không thể truyền đạt trành mạch suy nghĩ của bản thân hay việc bản thân mình muốn làm. Chẳng hạn như trẻ đang say sưa với một món đồ chơi thì lại bị bạn giành mất khi suy nghĩ của bản thân không được đáp ứng khi muốn giành lại đồ chơi từ đối phương khi căng thẳng với hành động của đối phương trẻ đã bộc phát hành vi đánh bạn vì vậy chỉ vì trẻ đánh bạn bè hay anh chị em mà người lớn quay sang đánh bản thân đứa trẻ đó là việc không cần thiết và giữa trẻ con với nhau nếu chúng vì đánh bạn mà bị cha mẹ đánh sau đó lại đánh bạn để trả đũa thì phương pháp này đã phản tác dụng và khiến trẻ có xu hướng cư xử bạo lực một ông bố tham gia khóa học của tôi đã kể lại rằng Tôi vẫn cho rằng khi con còn ít tuổi thì đánh con cũng không có ý nghĩa gì vì trẻ lúc đó còn chưa hiểu chuyện. Nhưng khi con bắt đầu bước vào lên 10 tuổi, trong trường hợp con làm việc trái đạo đức thì tôi nghĩ có khả năng tôi sẽ đành phải tác con. Nhưng tiếp đó ông ấy cũng chia sẻ cho tôi câu chuyện dưới đây. Tôi không đánh khi con tôi còn ít tuổi nhưng khi con của tôi học sinh tiểu học rồi thì tôi đã nghĩ đánh con là một điều cần thiết tuy vậy có một ngày nọ vào khoảnh khắc tôi giơ tay lên dù tôi vốn không phải là người đáng sợ và có tính hay đánh con thế mà con tôi lại vội vàng làm động tác giơ tay lên và ôm lấy đầu điều đó làm tôi ngạc nhiên mãi không thôi hóa ra việc tôi đang làm lại gây hoảng sợ đến con mình như thế sao nghe nói là kể từ lần đó ông bố này đã ngừng việc đánh con khác với việc cãi vã gây gỗ giữa trẻ con với nhau việc cha mẹ đánh con do bị chi phối bởi cảm xúc có thể khiến trẻ cảm thấy bị khống chế hoặc gây tổn hại tới mối quan hệ ruột thịt với cha mẹ trẻ nhỏ hầu như không thể cãi lại hay chống đối nếu trẻ nổi loạn cha mẹ tiếp tục đưa ra những hình phạt nặng hơn khiến cho trẻ trở nên sợ hãi và khép lòng mình lại cũng có những ý kiến như sau đừng quá nuông chiều con. Nếu tay nào của con hư thì đánh tay đó. Hãy chỉ tét mông con thôi. Nhưng dẫu đánh vào tay hay mông thì đó là những bộ phận trên cơ thể của trẻ là bản thân trẻ. Kết quả nghiên cứu năm 2017 của giáo sư Takio Fujiwara và nhóm các giáo sư của trường đại học Y và nha khoa Tokyo cho thấy Thực tế thì những đứa trẻ bị tét vào mông cho đến tận lúc 3 tuổi rưỡi sẽ có nguy cơ cao gây ra các vấn đề về hành vi như là không thể ngồi yên lắng nghe, không thể giữ lời hứa vào lúc 5 tuổi rưỡi. Sự căng thẳng của trẻ khi bị phủ định Không được đâu, không được phép làm điều đó. Sao lại nói mấy điều ngu ngốc như thế này? Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu chính bản thân bạn luôn bị nhấn chìm trong những lời cấm đoán, có lẽ bạn sẽ cảm thấy cảm xúc và hành động của bản thân luôn bị chèn ép hình thành tâm trạng chán ghét mất tinh thần không còn hăng hái phấn chấn nữa khi trẻ muốn làm một việc gì đó nếu lúc nào bạn cũng cấm đoán trẻ thì vô hình chung sẽ khiến trẻ hình thành suy nghĩ rằng chắc sẽ lại bị nói không được làm thế đằng nào thì cũng không được chấp nhận dĩ nhiên ngay từ đầu chắc chắn trẻ đã thử nhiều cách để thăm dò ý kiến của cha mẹ như là con muốn làm thử cái này hay nếu con làm như vậy thì sẽ thế nào nhỉ dù vậy nếu lúc nào cũng bị cha mẹ bác bỏ không coi trọng ý kiến thì trẻ sẽ thất vọng vô cùng và ngay cả việc tham khảo ý kiến trẻ cũng sẽ không muốn làm nữa cũng ngay lúc đó tâm trạng tích cực mong muốn thử sức và tìm tòi khám phá mọi thứ của trẻ mình muốn thử điều đó cái này sẽ trở nên như thế nào nhỉ cũng dần dần mất đi sau đây là một đặc điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng đối với việc giáo dục trẻ đừng cho rằng trẻ còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện, phán đoán chưa chính chắn rồi cha mẹ lại tự ý quyết định mọi việc và buộc trẻ làm theo lời mình. Nếu để bản thân trẻ tự thực hiện được điều mình muốn thì trẻ sẽ bắt đầu suy nghĩ, khám phá nhiều hơn theo cách của trẻ. Dĩ nhiên, nếu trẻ nghĩ ngợi thấu đáo theo chiều hướng tốt thì không có gì để bàn, nhưng nếu có trường hợp những ý tưởng này làm trẻ dính líu đến những rắc rối với bạn bè hay gây ra những hành vi không đúng mực trong giai đoạn phát triển của trẻ. Ta có ví dụ sau đây. Một cô bé học sinh cấp 2 nọ bị cha mẹ quản lý cách xài tiền tiêu vặt. Cô lại có một món đồ muốn mua cho bằng được nên đã đăng bài tâm trạng của mình lên trên mạng. Thế là để kiếm tiền từ lời khuyên của những người không quen biết trên mạng, cô bé đã ngây thơ bán đồ lót của mình. Cô bé là một đứa trẻ vô cùng bình thường, nên khi biết được chuyện này cha mẹ cô bé đã nhận phải một cú sốc khá lớn trẻ con sẽ tìm đến những người chịu lắng nghe cảm xúc của chúng vì vậy sẽ rất khủng khiếp nếu trẻ bị dẫn dụ bởi những nơi nguy hiểm tiếp xúc với những người nguy hiểm thêm nữa dù lúc còn nhỏ có bị cha mẹ đánh đòn quát mắng bị phủ định nhưng khi trẻ đến tuổi vị thành niên thì sức lực thể trạng của chúng sẽ phát triển mạnh mẽ có thể vượt trội hơn so với cha mẹ điều đó có thể dẫn đến trường hợp xảy ra cơn bùng phát bạo lực gia đình do căng thẳng tích tụ trong trường hợp sự căng thẳng hướng ra bên ngoài thì có khả năng cao là trẻ sẽ bắt nạt hay gây tổn thương cho một ai đó ngoài ra những đứa trẻ có ý thức tự khẳng định bản thân thấp căng thẳng hướng vào trong thì lại trở nên trầm cảm dễ dẫn đến hành động tự hủy hoại bản thân vì vậy việc quan trọng đầu tiên chính là cha mẹ hãy luôn lắng nghe cảm xúc của trẻ, nếu trẻ cảm nhận được cha mẹ luôn dõi theo, bảo vệ mình, cha mẹ sẽ cố thấu hiểu mình, cha mẹ sẽ ủng hộ mình thì cho dù trẻ có đến tuổi vị thành niên và ít khi trò chuyện với cha mẹ thì trẻ vẫn sẽ tìm tới cha mẹ và thảo luận vào những lúc quan trọng. Hãy quyết tâm không mắng trẻ, không đánh trẻ. Có không ít bà mẹ dù thực tâm không muốn như vậy nhưng lại đánh trẻ đã chia sẻ rằng tôi được chồng bảo là hãy nuôi dạy con một cách nghiêm khắc tôi được mẹ chồng khuyên là cần phải đánh đòn và quát mắng con khi tôi truyền đạt trong khóa học thông điệp hãy quyết tâm không đánh mắng con có những bà mẹ đã thốt lên nếu mà không phải đánh con thì tốt quá rồi với gương mặt hết sức nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nếu trong quá trình nuôi dạy trẻ ta có những lựa chọn như quát mắng đánh đòn thì cũng xuất hiện những phiền não như trẻ không nghe lời tới mức nào thì nên đánh, nên đánh mạnh tới mức nào. Ngoài ra, cũng có người tự hỏi, trẻ vẫn không nghe lời là vì phương pháp đánh đòn vẫn còn quá nhẹ sao? Có phải quát mắng rồi chỉ đánh có một cái thôi nên trẻ vẫn không hiểu? Thế là việc đánh mắng con dần dần được tăng cấp độ lên. Trong nhiều tình huống thực tế, ngay sau khi cha mẹ dùng lực đánh thì trẻ ngã xuống và va đầu vào một góc nào đó rồi bị thương nặng, bị té nhào khỏi ghế hoặc là ngã từ những nơi như cầu thang rồi bị thương. Nếu điều không may như thế xảy ra thì có khả năng trẻ sẽ phải mang trên mình vết thương không thể chữa lành suốt cả cuộc đời. Bản thân cha mẹ trẻ lại trở thành kẻ gây ra thương tổn ấy. Dẫu chỉ là hành động trong khoảnh khắc nóng giận, nhưng vào một ngày nào đó, nó cũng có thể trở thành một ký ức đen tối, đau thấu tâm can đối với cha mẹ và con cái. Nhiều người nghĩ rằng, giả sử không cần đánh mắng mà vẫn có thể nuôi dạy con, còn có thể khiến cho ý thức tự khẳng định mình của con được nuôi dưỡng, thì như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhiều cha mẹ cảm thấy rằng, việc quyết tâm không quát mắng trẻ, không đánh đòn trẻ, thật khó, chẳng qua đó là vì cha mẹ tự cho rằng việc đánh mắng trẻ đã trở thành điều hiển nhiên mặc dù không thể lập tức ngừng đánh mắng trẻ nhưng hãy cộng điểm cho bản thân từng chút một mỗi khi làm được những công việc như hôm nay đã tương tác với trẻ mà không hề nổi nóng do bị cảm xúc chi phối sẽ thật tốt nếu bạn đánh dấu ví dụ như khoanh tròn vào những ngày không đánh mắng trẻ vào sổ tay hay một quyển vở nếu đã quyết tâm không đánh trẻ thì khi xảy ra tình huống rắc rối, cha mẹ buộc phải nỗ lực nắm bắt tâm trạng của con trẻ, giao tiếp với con để giải quyết vấn đề. Nếu tâm trạng của trẻ được thấu hiểu thì trẻ sẽ bắt đầu truyền tải lại được cảm xúc của mình cho cha mẹ, hoặc vừa thảo luận với cha mẹ, vừa suy nghĩ xem cần phải làm như thế nào thì mới ổn. Nhờ cha mẹ nỗ lực lắng nghe cảm xúc của trẻ, mà bản thân trẻ có thể cảm nhận được sự trân trọng cũng như nhờ trao đổi ý kiến để cha mẹ hiểu được mong muốn của mình mà năng lực giao tiếp cũng như năng lực tư duy của trẻ tăng lên rất nhiều khi càng tích lũy nhiều kinh nghiệm như thế mối liên kết giữa cha mẹ và con cái sẽ càng thêm sâu sắc nếu người bạn đời của bạn bị cảm tính chi phối và muốn đánh con tại các khóa học nuôi dạy trẻ bằng phương pháp không đánh mắng tôi thường được nghe tâm sự của các bà mẹ như sau hễ bé không nghe lời là ba bé lại định quát mắng và đánh đòn bé theo cảm tính tôi được bố của bé bảo là thỉnh thoảng hãy đánh đòn để giáo dục con sau đó các bà mẹ lại tiếp lời tôi không muốn quát mắng hay đánh đòn con hoặc tôi cũng không muốn nhìn thấy con mình bị đánh dù mong muốn nuôi dạy con mà không cần dùng đến phương pháp đánh mắng nhưng có không ít bà mẹ phải khó xử khi chồng mình cứ chốc chốc lại quát mắng con chốc chốc lại lên cơn cảm tính mà đòi đánh đòn con vì những việc chẳng đáng tình trạng này là do cách nghĩ của các ông bố nhưng nó cũng có quan hệ rất lớn tới việc bản thân ông bố đã được cha mẹ mình nuôi dạy như thế nào trước đây lúc còn ít tuổi bé trai có khuynh hướng bị đánh nhiều hơn bé gái đó là vì bé trai có nhiều tình huống vận động mạnh, hiếu động hơn bé gái. Cha mẹ vì muốn bé trai hạn chế những hành động có thể gây nguy hiểm nên hay áp dụng phương pháp đánh mắng thường xuyên hơn để giáo dục bé trai. Thêm một điều nữa, có rất nhiều bậc cha mẹ quan niệm rằng phải nuôi dạy con một cách nghiêm khắc khi nuôi dưỡng một bé trai do ảnh hưởng của hệ thống tư tưởng liên quan tới giới tính, sự khác biệt về thể chất, vị trí xã hội giữa nam và nữ còn lớn và việc phát họa hình mẫu đàn ông có vai trò lãnh đạo mạnh mẽ, luôn phải đứng ở vị trí tiên phong dẫn dắt mọi người. Trong văn hóa Nhật từ trước tới nay, cha mẹ luôn có xu hướng giáo dục bé trai nghiêm khắc hơn bé gái. Ví dụ, trong trường hợp cha mẹ nuôi dạy cả bé trai và bé gái, thường có chuyện tuy không quát mắng hay dùng bạo lực với bé gái, nhưng lại đánh bé trai. Từ những quan niệm giáo dục như thế, phần lớn những người bị áp dụng phương pháp giáo dục đánh đòn là nam giới và những ông bố hồi nhỏ cũng hay bị đánh nhiều hơn các bà mẹ hồi nhỏ sau này chính các ông bố lại mang tư tưởng con mình cũng phải được nuôi dạy nghiêm khắc như cách chính họ hồi nhỏ được giáo dục thậm chí nhiều ông bố còn thấy roi vọt là cần thiết và đòn đau thì mới nhớ lâu hãy chậm rãi dành thời gian tâm sự giữa hai vợ chồng để nói về thời thơ ấu của người chồng trên thực tế dù tỷ lệ các bé trai bị cha mẹ đánh đòn chiếm đa số nhưng cũng không hiếm hơn bé trai lớn lên mà không bị cha mẹ đánh đòn thậm chí nhiều người chưa từng bị đánh từ bé tới lớn đã ngạc nhiên rằng có nhiều người bị đánh mà lớn lên đến thế sao hầu hết những người không bị đánh mà lớn lên chưa từng phải lựa chọn có đánh con mình hay không như vậy có thể thấy đánh con không phải là phương pháp giáo dục duy nhất mà các ông bố buộc phải lựa chọn và chắc chắn đây cũng là phương pháp giáo dục tích cực. Bằng cách giao tiếp khéo léo, vợ chồng có thể trao đổi với nhau về vấn đề này mà không phủ nhận thời thơ ấu của người cha từng bị đánh mắng mà lớn lên. Sau đó, họ có thể thống nhất những quan điểm như quát mắng con, đánh con sẽ chỉ gây ra áp lực và hoảng sợ, thay vì kiểm soát hành động của con thì hãy cứ để con bắt đầu tự suy nghĩ rồi hành động sẽ tốt hơn. Nếu người mẹ thấy khó mở lời, cô ấy có thể cùng chồng tham gia khóa học nuôi dạy trẻ xem sao biết đâu điều đó sẽ tạo cơ hội để người cha thay đổi về tư duy về cách giáo dục con ngoài ra cũng có trường hợp ông bà của trẻ khăng khăng cho rằng phải đánh đòn để dạy trẻ ông bà thường bảo tôi cũng từng tác con trai tôi khi nuôi dạy nó đấy nếu không giáo dục trẻ con một cách nghiêm khắc thì không được đâu nếu ông bà sống ở xa một năm chỉ chạm mặt vài lần vào dịp năm mới hay lễ tết thì việc trả lời qua loa cho có lệ và dạ, đúng vậy ạ à, cũng là một cách ứng phó nhưng trong trường hợp sống cùng nhà ông bà rất dễ nhìn ra những hành động gây phiền phức đối với người lớn của trẻ nếu nhiều lần ông bà hay quát mắng trẻ định đánh trẻ theo cảm tính thì cha mẹ hãy bày tỏ dứt khoát con muốn gia đình mình sẽ nuôi dạy trẻ mà không phải quát mắng hay đánh đòn trẻ và cho thấy lập trường rõ ràng rằng chính bạn là người giữ vai trò chủ đạo trong việc nuôi dạy trẻ Phần trình bày những điểm lưu ý khi tiếp xúc với trẻ trong chương 3 của cuốn sách này sẽ phần nào truyền đạt được vài cách để kết nối trẻ với ông bà. Khi ông bà vừa chia sẻ, thấu hiểu cảm xúc của trẻ, vừa tương tác với trẻ thì cha mẹ hãy cố truyền đạt cảm xúc biết ơn dành cho ông bà, chẳng hạn như vì ông bà đã hiểu cảm xúc và đưa ra lời khuyên cho cháu nên giờ cháu đã có thể cứ thế mà làm. Đầu tiên hãy thử bắt đầu từ việc kiềm chế cảm xúc bản thân trẻ hay nói tại mọi người hết đó con không thích mà nếu lúc nào cha mẹ cũng bắt gặp thái độ ương bướng của trẻ thì thật khó chịu dù bản thân cha mẹ hiểu được rằng việc chia sẻ thấu hiểu cho cảm xúc của trẻ là quan trọng nhưng nhiều lúc cha mẹ cũng phải thốt lên rằng con đây là có ý gì đi hả chẳng hạn dù công việc bù đầu nhưng bạn vẫn muốn tranh thủ thời gian dẫn con đi công viên chơi vậy mà khi bảo trẻ con mang giày vào đi bạn lại được đáp lại rằng con không thích đâu việc này sẽ khiến cho bản thân của bạn muốn nổi điên lên tuy nhiên mấy từ không thích đó chắc chắn có bao hàm lý do riêng của trẻ nếu trẻ không thể nói ra lý do đó thì cha mẹ hãy giúp trẻ chuyển hóa cảm xúc chán ghét thành lời chẳng hạn như vậy vậy à chắc con không thích mang đôi giày này nhỉ hay Chắc vì con muốn ở nhà chơi thêm một chút nữa nên không thích đi giày ra công viên chơi đúng không? Việc chuyển hóa cảm xúc thành lời như vậy sẽ giúp bản thân trẻ dần dần có thể truyền tải được cảm xúc của bản thân bằng lời nói. Tất nhiên, thường trong những tình huống này, cha mẹ hay có phản ứng theo kiểu Cớ vì sao mà lại không thích hả? Lý do của con chỉ có vậy thôi à? Cha mẹ hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình và thấu hiểu cho cảm xúc cũng như phản ứng của con trẻ cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tuy cùng một huyết thống nhưng trẻ vẫn là cá thể mang tính cách riêng biệt khác với cha mẹ, nên có lúc cả hai cá thể sẽ không đồng cảm được với nhau, kể cả khi không thể đồng cảm với con trẻ, cha mẹ cũng nên thừa nhận trẻ cũng có ý thức tự khẳng định mình như chúng ta. Trẻ cũng khao khát được mọi người lắng nghe cảm xúc của bản thân, cũng như muốn ý kiến của mình được xem trọng. Hãy luôn tách biệt cảm xúc và hành động khi cảm thấy khó đồng cảm với trẻ. Cụ thể, bạn hãy chấp nhận cảm xúc khó chịu của trẻ, tuy nhiên, đừng chỉ nói đơn giản là "À, con không mang giày cũng được thôi." Dĩ nhiên, nếu chơi ở những nơi cho phép đi chân không thì được, ví dụ như hố cát trong công viên hoặc là bãi cỏ. Thay vì thỏa hiệp, hãy truyền đạt lý do. "Bố mẹ chưa hiểu lắm cảm giác của con, nhưng nếu con đi bộ bằng chân trần thì sẽ đau lắm đó." Sỏi đá trên đường có thể khiến cho con bị thương, vì thế, con hãy mang giày vào nhé." Rồi khuyến khích trẻ thực hiện. Đặc điểm làm mẹ, làm cha là gì? Người ta cho rằng sở hữu các đặc điểm làm cha làm mẹ là rất cần thiết trong việc nuôi dạy trẻ. Việc lắng nghe cảm xúc của trẻ được trình bày ở mục trước chính là đặc điểm làm mẹ. Đặc điểm làm mẹ là thừa nhận bản chất vốn có của trẻ và mang lại sự ấm áp cho trẻ thấu hiểu tâm trạng của trẻ, không cắt ngang cảm xúc của trẻ. Khi trẻ kích động thì hãy chờ đợi để trẻ bình tĩnh lại. Trong non để đảm bảo trẻ không gặp nguy hiểm cũng là hành vi mang đặc điểm làm mẹ. Trong khi đó, đặc điểm làm cha lại mang tính chất xã hội. Đó là dạy cho con về kỷ luật, vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm bằng tư tưởng cởi mở và khách quan. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người mẹ chỉ mang đặc điểm làm mẹ và người cha chỉ mang đặc điểm làm cha để nuôi dạy con việc kết nối với con theo cả đặc điểm làm mẹ và đặc điểm làm cha luôn rất quan trọng trong trường hợp người mẹ đơn thân cô ấy thường có đặc điểm làm cha mạnh mẽ hơn và có khuynh hướng xuất hiện đặc điểm làm cha trước cả đặc điểm làm mẹ lý do là vì người mẹ đơn thân sẽ ưu tiên tâm lý chỉ dạy con nhiều điều lên hàng đầu phải giáo dục con cho đàng hoàng làm sao để con thích ứng được với xã hội trong trường hợp hành vi ứng xử mang đặc điểm làm cha cách nghĩ kiểu như phải làm thế này này, quá áp đảo thì ý định kiểm soát hành động của con của người mẹ sẽ càng trở nên mạnh mẽ và thường sẽ dẫn đến chuyện quát mắng, đánh đòn những đứa trẻ không nghe lời. Vậy đầu tiên, hãy nắm bắt cảm xúc của trẻ bằng hành vi ứng xử mang đặc điểm làm mẹ, sau đó mới tương tác với trẻ để cùng giải quyết vấn đề, nên làm sao thì mới ổn đây bằng hành vi ứng xử mang đặc điểm làm cha sự khác nhau giữa triều mến và nuông chiều giữa khiển trách và giận dữ là gì trước hết khi nói đến đặc điểm là mẹ có vài bậc phụ huynh lo lắng rằng nếu đồng cảm hay triều mến với con điều đó sẽ trở thành hành động nuông chiều con triều mến kết nối với con theo đặc điểm là mẹ là đồng cảm và chấp nhận là lắng nghe những cảm xúc ở sâu bên trong của con động viên con rằng không sao đâu cha mẹ cho phép trẻ được làm nũng những khi trẻ yếu lòng cũng là kết nối với trẻ theo đặc điểm làm mẹ điều này khác với nuông chiều nếu trẻ được cha mẹ quan tâm trìu mến thì tâm hồn của trẻ sẽ thanh thản bình yên mãn nguyện nhờ thế trẻ có thể bùng nổ sức mạnh tiến lên phía trước nếu được thấu hiểu cảm xúc trẻ có thêm tự tin chủ động suy nghĩ phương án nên làm sao mới tốt đây và tính toán được hành động tiếp theo nuông chiều là cha mẹ luôn nghe lời trẻ trong mọi chuyện nó không chỉ là đồng cảm với cảm xúc của trẻ mà còn là dung túng hành động của trẻ nếu trẻ gào khóc vừa mè nheo gây khó dễ cha mẹ bất giác sẽ cảm thấy phiền nhắc nhở con một lần không được cũng chẳng ăn thua nên họ bèn bỏ qua và cứ ậm ừ vậy thì được thôi cho xong chuyện nếu như thế thì trẻ sẽ dần không hiểu được các tiêu chuẩn về đúng sai được thể thì trẻ sẽ tìm đủ mọi cách để thử phản ứng của cha mẹ. Cái này cũng được mà phải không? Cái này thì sao ta? Được nuông chiều quá mức khiến tính cách của trẻ thất thường, mẹ nheo da dẫn, trở nên cứng đầu và cha mẹ lại càng khó giáo dục uống nắng trẻ. Ngoài ra, khiển trách và giận dữ cũng khác nhau. Khiển trách là cách phản ứng khi sự việc gần với ranh giới nói không. Có thể hiểu là những điều không được phép làm, ngược lại với nó giận dữ là phản ứng thể hiện cảm xúc bùng nổ của cha mẹ vì tâm tình lên xuống thất thường của cha mẹ nên lý do thời điểm nổi giận với trẻ cũng thay đổi theo và nếu cứ bị nổi giận vô cớ trẻ sẽ thấy khó mà phán đoán được mình đã nên làm điều gì không phải tâm tình cũng trở nên nghi hoặc bất ổn trẻ bắt đầu thăm dò sắc mặt của cha mẹ để xem có bị cha mẹ nổi giận hay không hoặc tìm cách nịnh nọt để lấy lòng cha mẹ giả sử mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lại bị ảnh hưởng bởi việc trẻ phải phán đoán tâm tình của cha mẹ sẽ rất khó để trẻ tự suy nghĩ và hành động khi trẻ muốn làm nũng hãy cứ bình tĩnh đáp ứng cho phép trẻ được làm nũng nếu trẻ bắt đầu cư xử quá quắt thì mới từ chối dứt khoát và nói không được thống nhất và lặp lại cách tương tác này với trẻ sẽ giúp trẻ hình thành nên nền tảng tâm hồn khỏe mạnh